Rất vui được gặp lại bạn trên kênh K-Beat 24 giờ. Và hôm nay các sao Hàn có thông tin gì hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Sina vừa đăng tải loạt ảnh hậu trường quảng cáo mới nhất của Kim Woo Bin được người hâm mộ ghi lại. Buổi ghi hình quảng cáo lần này đánh dấu sự trở lại của Kim Woo Bin sau thời gian dài điều trị ung thư vòm họng. Dễ nhận thấy rằng người yêu của Shin Min A trông ra khỏe mạnh, khác hẳn với hình ảnh gầy gò, tiều tụy trước đây. Mới đây, một thương hiệu đồ uống đã tung loạt clip quảng cáo ngắn với những hình ảnh đẹp nhất của Kim Woo Bin. Ngay sau khi đoạn video này được công bố, người hâm mộ không khỏi bất ngờ vì sự lột xác ngoạn mục của nam diễn viên người thừa kế. Trong clip, Kim Woo Bin diện bộ vest trắng lịch lãm, khoe vẻ điển trai và gương mặt đẹp không góc chết. Tái xuất làng giải trí sau quãng thời gian dài điều trị ung thư, nam diễn viên giờ đây trông đã có sức sống hơn trước. Cách đây không lâu, cuối năm 2019, Kim Woo Bin tham gia lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 40 với tư cách là khách mời, chưa hoạt động trở lại chính thức. Tại thảm đỏ, sau phim School 2013 dần lấy lại thần thái tươi tắn. Trả lời phóng viên trong nước, tài tử 31 tuổi gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đặc biệt là bạn gái Shin Min A luôn bên cạnh đồng hành cùng anh suốt quãng đời khó khăn. Nam diễn viên cũng khẳng định sẽ mạnh mẽ bước tiếp, sớm trở lại hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Woo Bin về cùng mái nhà AM Entertainment với bạn gái. Họ làm việc chung trong một công ty quản lý, tiếp tục phát triển sự nghiệp. Kim Woo Bin sinh năm 1989, sở hữu chiều cao 1m88. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vai trò người mẫu, nhanh chóng được chú ý bởi gương mặt điển trai, nam tính cùng với chiều cao nổi bật. Khi lấn sân sang diễn xuất, sao nam sinh năm 1989 gặt hái được nhiều thành công cả ở điện ảnh lẫn truyền hình. Một số tác phẩm nổi bật của Kim Woo Bin là School 2013, Những Người Thừa Kế, Yêu Không Kiểm Soát, Tuổi 20, Master, v.v. Anh được giới chuyên môn đánh giá là có khả năng diễn xuất đa dạng, phù hợp với nhiều kiểu vai diễn, tính cách khác nhau. Giữa năm 2017, lúc sự nghiệp đang đi lên, diễn viên Những Người Thừa Kế được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Trước đó vào ngày 8 tháng 12, fan meeting đầu tiên của Kim Woo Bin sau thời gian dài vắng bóng để chữa trị ung thư đã được tổ chức. Buổi fan meeting của Kim Woo Bin được đặt tên là Thank You. Như một lời cảm ơn từ các fan luôn chờ đợi, ủng hộ anh trong... Buổi fan meeting của Kim Woo Bin được đặt tên là Thank You, như một lời cảm ơn các fan đã luôn chờ đợi, ủng hộ anh trong thời gian vừa qua. Màn tái xuất của Mỹ Nam Người Thừa Kế trước truyền thông, khán giả khiến người hâm mộ của anh không khỏi phấn khích, hạnh phúc sau 2 năm rưỡi chờ đợi. Nam diễn viên đã quyên góp toàn bộ lợi nhuận của fan meeting riêng cho các trẻ em mắc bệnh ung thư. Kim Woo Bin và Shin Min A công bố quan hệ yêu đương vào tháng 7 năm 2015. Cho tới nay, cặp nghệ sĩ này vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp của mình. Đặc biệt, khi Kim Woo Bin chiến đấu với căn bệnh ung thư, Shin Min A luôn ở bên đồng hành cùng với anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ K-Beat 24 giờ các bạn nhé.